Ok, chào bạn. Đây là cái bộ cây mà Tùng vừa cứu sống của một khách hàng. Và khách hàng yêu cầu đó là nâng cấp cây. Chi phí rẻ nhất và hiệu năng cao nhất thì thực sự nó khó. Nhưng tí nữa mình sẽ nâng cấp và mình test game cho bạn. Cái quan trọng nhất khi nâng cây nó các bạn phải trả lời được một câu hỏi. Đó là các bạn chơi game gì và các bạn muốn bỏ ra bao nhiêu tiền để chơi game. Ít nhất là cái bộ cây này đã sửa hết khoảng mất 100.000 rồi này. Các bạn thấy là i3-2120, RAM 4GB và VGA là GT630. Chính xác là bộ cây này thì Tùng đã có một cái video test trên kênh YouTube, các bạn có thể xem lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu đi sát về cái vấn đề nâng cấp. Quan trọng là bỏ bao tiền. Ví dụ các bạn chỉ bỏ khoảng là hơn 200.000 ra thì các bạn chỉ nâng cấp được RAM thôi. RAM 4GB bây giờ giá hơn 200 nhé. Nếu các bạn bỏ ra khoảng hơn 400.000 thì các bạn có thể lên CPU i5. Hoặc là các bạn có thể bỏ ra hơn 400.000, các bạn có thể nâng cấp ổ cứng này. Còn nâng cấp Vega thì chúng ta sẽ khá tốn tiền. Vì vậy là quan trọng là các bạn chơi gì và nâng cấp gì. Nếu PUBG thì phải nâng cấp cả CPU, Vega và RAM và thêm cả ổ cứng cho mượt. Nhưng bây giờ thì mình sẽ tối ưu hóa về vấn đề cái bộ cây này với một con chip i5 và một thanh RAM 8GB. Vega thì tạm giữ nguyên như vậy đã, vì nâng cấp Vega chính là nâng cấp cái thứ tốn tiền nhất bây giờ. Đơn giản vì cái dòng socket này ấy, thì ở cái thời điểm hiện tại là CPU và RAM đang giảm. Đổi hai thanh 2GB lấy hai thanh 4GB cộng thêm một con CPU i5, sau đó chúng ta sẽ nhồi đây. Còn ổ cứng thì liên quan đến sách xiếc của ta thì chúng ta mặc kệ đi, xem là cái hiệu năng của nó có cải thiện hơn không. Đồng thời như vậy để tận dụng lại cái nguồn này này các bạn này của khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm sau khi bộ cây này được nâng cấp các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test cả hai game. Và đây có một phần mình đánh chữ sai, đó là ở bên tay trái, đó là GT630, 2GB RAM 5 MIT128. Còn ở bên tay phải thì ghi sai, đó là i5-4570, thực chất đó là i5-3570. Vì vậy là khi soạn văn bản để đánh chữ vào nó bị sai. Rất mong các bạn bỏ qua cho cái sai sót kỹ thuật trên. Chúng ta đang test cùng trên một game, đó là FIFA Online 4. Thì chúng ta không thấy nhiều cái sự khác biệt cho lắm, nhưng chúng ta thấy một cái điểm, đó là chất lượng hình ảnh cầu thủ ở bên dùng i5-3570. Các bạn sẽ thấy là hình ảnh nó nét hơn, hình ảnh và mặt cầu thủ, cả khán giả nhìn nó phê hơn. Còn ở bên kia thì vẫn cái FPS như nhau, nhưng cái chất lượng hình ảnh thì nó kém hơn. Chúng ta có thể nhìn và quan sát bằng mắt thường, chúng ta thấy cái đó. Từ cái chất của cái sân cỏ nhé, các bạn quan sát kỹ cái chất của cái sân cỏ nó cũng đã khác rồi. Vậy là cải thiện khá nhiều đấy. Cái lúc bảo nhân viên cấm thì cấm Cebu thôi, không hiểu tại sao lại đá tiện con Vega. Đó là GTX 750 1GB RAM 5 vào đây. Vega sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái sự cải thiện game của FIFA Online 4. Đúng không các bạn, nhìn thấy không? Và bây giờ thì chúng ta thấy cái sự khác biệt lớn nhất khi chúng ta chơi cái game, đó là LOL ở hai cái mức setup cấu hình thấp và cao. i3-2120 và GT630 các bạn chỉ chơi được đó là ở mức cấu hình thấp. Còn ở i3-i5-3570 và GTX 750 thì các bạn có thể kéo mắc cấu hình, mà cái tỷ lệ FPS thì gần như ở i5 vẫn cao hơn. Còn những cái như nhiệt độ GPU với các thứ khác thì chúng ta cũng không cần bận tâm nhiều các bạn nhé. Có thể đây chưa phải là một video so sánh hoàn hảo, nhưng rất mong rằng nó có thể mang đến cho các bạn một chút gì đó để các bạn lựa chọn
và nâng cấp đồ sao cho nó phù hợp nhất. Còn các bạn muốn tư vấn về cái vấn đề nâng cấp cây PC thì các bạn vui lòng inbox cho mình ở cái Facebook của Shop Công Nghệ, hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình theo cái số đó là 0906 010103. Quẩy áp phết đấy. Chúng ta như kiểu đang xem hai trận đấu giữa chiến tranh và các vì sao. Và ở đây thì cái video này thực sự là biên tập lỗi lòi tí luôn. Ở đây chúng ta không thấy cái PUBG khi chúng ta chơi, đó là i3-2120 và GT630. Đáng nhẽ phải thêm cái dòng chữ đó là không thể chơi được PUBG bản PC với cái cấu hình đó vào đấy. Chứ đây chỉ để không test cái cấu hình đó là i5-3570 và GTX 750 1GB RAM 5. Hơi chuối, nhiều người xem sẽ không hiểu. Ôi giời ơi, biên tập ơi, là biên tập ơi. Nói chung với cấu hình gọi là thấp của cái dòng MHz 61, đó là i3, đó là i5 và GTX 750 mà chúng ta có thể quẩy được PUBG thì cũng là ok rồi. Tất nhiên là chúng ta có thể, cái dòng game này nó ăn Vega nhiều, vì vậy là chúng ta có thể chạy được các dòng Vega đó là giới, nhưng chúng ta sẽ phải nâng nguồn nhé. Và tiếp tục chúng ta sẽ tải game, sẽ trải nghiệm game đó là GTA, và chúng ta đang cần những cái thông số của người test để đưa lên màn hình xem như nào. Cấu hình sẽ đáp ở mức cao và tất nhiên là i5 rồi. Video này thực sự là biên tập bị lỗi. i3-2120 và GT630 vẫn có thể chơi được, đó là GTA 5, nhưng ở cái mức thấp nhất các bạn nhé. Đáng nhẽ phải thêm những cái dòng chữ đó vào đây. Ok các bạn, vậy là video này lỗi hoàn toàn. Đáng nhẽ chỉ cần nâng duy nhất cái con Cebu để chúng ta xem cái sự khác biệt giữa khi chúng ta nâng Cebu và RAM. Ở đây lại tán cả Cebu, RAM và Vega.